Rồi anh em nhá, hôm nay check thử cây trụ 250 của VinFast xem sạc bao lâu thì đầy nhá. Ok anh em. Tại mức pin đang là 50% này. Mình sẽ giới hạn sạc đến tầm khoảng 80% thôi để cho bảo vệ tuổi thọ pin nhé. Ok, đây thời gian nhá. Từ 50% đến 80% là 30% thì xe trụ 250 này sẽ sạc mất khoảng 17 phút anh em nhé, 17 phút đây. Nhiệt độ pin là đang 37% này. Ok, bây giờ ra xem trụ sạc là công suất vào là bao nhiêu nhá. Đây em nhá, công suất sạc này nhận 136,9 kW luôn nhá, quá cao luôn, quá sạch nhanh luôn. Đèn led của VF9 sạc ban đêm rất đẹp luôn nhá. Đó, phía sau luôn này anh em này. Đèn led phía sau và phía trước đều thông báo phần hiển thị phần trăm của pin nhá. Mức như này chạm sạc xe điện giờ chạy nhiều vô đề đối luôn nhé. Đây nha, không phải đọc tục sách NM đâu nhá anh em nhá. Ok, xin chào anh em. Thì cho sạc 11 đấy. Sau khoảng 12 phút nhá, pin đã lên đến mức 72%, từ 50% lên 72% nhá. Sạc trụ 250 cực kỳ nhanh luôn anh em nhá. Đây nhá, VF9 đây nhá. Ok anh em, xin chào anh em.